Chào các bạn nha. Chào các bạn đã đến video tiếp theo của mình. Thì trên tay mình là em Rilo Barbie. Mà trước mình có clip đã đập hộp em nó rồi đấy. Thì em nó là mình bắt vào hôm 24 rồi. Đêm của mình là Noel đấy. Thì đến hiện tại là được 2 tháng 17, 18 ngày gì đấy. Thì từ em nó từ size hơn 3x bây giờ lên hơn 4x. Đó. Nhìn nó khá là lớn luôn. Có thể là trên video thì nhìn nó hơi nhỏ. Nhưng mà ngoài nhìn nó cũng khá là to. Đây, soi chi tiết em nó, căn bản là mình quay bằng điện thoại nên là nó cũng không được sắc nét lắm. Em này là Zalo thường nhá. Đây, ba chấm đây. Là ba sừng thường ấy. Đuôi không tật lỗi gì. Chân sau này. Chân trước này. Chân trước đâu. Chân trước đâu. Chân trước nó quặt lại. Đây, chân trước đây. Đó. Đuôi mập ú luôn. Mình vừa tắm cho xong. Cầm khá lặng tay rồi các bạn ạ. Ăn uống khỏe mạnh. Từ Barbie mình nuôi được hơn 2 tháng, 2 tháng 17 18 ngày. Và lên được size hơn 4x. Theo các bạn phát triển như thế là chậm hay là nhanh? Mình thấy nó vẫn còi lắm. Căn bản là cái mình như là mình tìm hiểu là cái dòng mà Zalo này nó phát triển chậm hơn Iguala kia. Dòng Nam Mỹ. Dòng Nam Mỹ phát triển thì nhanh hơn. Đấy. Ú luôn. Thì hôm nào mình sẽ bắt cả cái em nhiều sừng kia và làm một cái clip cho các bạn xem so sánh giữa nhiều sừng và ba sừng. Khá là đẹp. Một con rồng khá đẹp. Bọn này rất là hay nhá. Con này thì nó chưa thuần đâu. Nhưng mình bắt ra, mình cho đi tắm đi. Thì cảm giác nó lại hiền hiền đi các bạn ạ. Đây này, làm im hít này cho vuốt ve này. Cái lúc mà chưa tắm thì cái dãy giụa mình quay tổng thể lại cho các bạn xem em nó nha. Đuôi không lỗi gì luôn, gai không lỗi gai nào, con giống quá tuyệt vời. Đó, thì mình xin phép dừng video lại tại đây. Các bạn xem video của mình hay nhớ like và đăng ký kênh chia sẻ của mình. Đó. Hẹn gặp các bạn vào các video lần sau nhé. Bye bye các bạn.